Khi ta nhắm mắt lại và tưởng tượng về một thế giới hoàn hảo, liệu bạn có bao giờ hình dung ra một nơi, nơi mà không chỉ cảnh vật đẹp đẽ, mà còn tràn ngập sự an lành và thanh tịnh? Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà chính là một nơi như vậy. Một nơi mà mọi điều tốt đẹp nhất đều hội tụ, nơi mà mỗi âm thanh, mỗi cơn gió đều vang vọng lên tiếng nhạc Pháp vi diệu. Theo Kinh A-di-đà, thế giới cực lạc là nơi mà khi gió lay động những hàng cây báu, tấm lưới báu liền phát ra âm thanh kỳ diệu, giống như hàng trăm ngàn tiếng nhạc hòa quyện cùng nhau. Những ai nghe được âm thanh ấy, tự nhiên sẽ sinh tâm nhớ nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng giả. Đây không chỉ là một không gian vật chất, mà là một không gian tinh thần, nơi mà mọi sự trải nghiệm đều dẫn dắt chúng ta trở về với sự tỉnh thức, với chân lý của Đạo Phật. Nhưng liệu có phải là nơi này chỉ dành cho những bậc tu hành cao quý? Theo Kinh Đại A-di-đà, thế giới cực lạc không phân biệt con người bằng giai cấp hay địa vị. Mỗi giảng đường, tinh xá ở đây đều hình thành từ 7 món báo, và các cung điện, lan can ở cực lạc còn thù thắng hơn hàng ngàn lần so với cung điện của Thiên Đế. Điều này chứng tỏ rằng, những người tu tập đạt đến cảnh giới này đều có được sự viên mãn không chỉ về tinh thần mà còn về vật chất. Chẳng hạn, bất kỳ khi nào người dân cực lạc cần đến y phục, thức ăn hay âm nhạc, họ chỉ cần tùy ý hóa hiện, mọi thứ liền lập tức xuất hiện theo ý muốn. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng đời sống ở cực lạc là quá đầy đủ, quá dễ dàng. Nhưng thật ra, những điều này chỉ là biểu hiện cho việc mọi mong cầu và dục vọng đều đã được tinh hóa, biến thành những phương tiện để hỗ trợ tu tập và hành đạo. Hãy tưởng tượng cảnh sắc của thế giới này. Ven bờ những ao hồ báo là những cây chiên đàn, hoa sen đủ màu che kín mặt nước, thỏa ra hương thơm ngào ngạt, không thể diễn tả bằng lời. Những loài chim kỳ diệu ở đây, từ bạch hạc đến khổng tước, không chỉ khoe sắc mà còn phát ra những âm thanh hòa nhã, diễn đạt đầy đủ các pháp như năm căn lành, năm sức, bảy phần bồ đề, tám thánh đạo. Tất cả như một bản nhạc pháp không dứt, dẫn dắt chúng sinh luôn sống trong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng giả. Và nếu có ai đó nghĩ rằng chỉ những người sống khổ hạnh, xa lìa vật chất mới có thể đạt được an lạc, thì hãy nhớ rằng cõi cực lạc không phải là một nơi xa lạ đối với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Ngay giữa lòng thế giới viên mãn này, mỗi người vẫn tu tập và tiến tu tùy theo hạnh nguyện của mình, và tất cả đều hướng đến giác ngộ, không có ai bị bỏ lại phía sau. Đức Phật dạy rằng, ở thế giới cực lạc, nhân dân có những người ở trên mặt đất giảng kinh, tụng kinh, nghe kinh hoặc suy ngẫm đạo lý hay ngồi thiền. Lại có những người ở trên hư không giảng kinh, tụng kinh, nghe kinh hoặc suy ngẫm đạo lý hay ngồi thiền. Cõi Tây Phương cực lạc, với vẻ đẹp siêu việt và sự thanh tịnh, thực sự là một miền đất hứa cho những ai có lòng tin tưởng và quyết tâm tu tập. Mỗi người trong chúng ta, dù đang ở đâu trên con đường tu học, đều có thể tìm thấy sự an lạc và hy vọng từ những hình ảnh tuyệt đẹp mà kinh điển đã mô tả. Điều quan trọng là chúng ta hãy tiếp tục nuôi dưỡng tâm từ bi, thực hành đúng chánh pháp và hướng lòng mình về những điều thiện lành. Chúc cho mỗi chúng sinh đều có thể vượt qua những khổ đau của cõi ta bà, và một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ tại miền đất an lành ấy. Kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi chép về Đức Phật A-di-đà trước khi thành Phật, khi còn là tỳ kheo tên Pháp Tạng. Pháp Tạng có ý định trang nghiêm một cõi tịnh độ để thuận lợi cho việc giáo hóa chúng sanh. Để thực hiện điều này, Ngài đã xin Đức Phật Thế Tự Tại cho biết hình thức và nội dung của 200 mỗi ức quốc độ của chư Phật. Nghe xong, Ngài yêu cầu Đức Phật biến hiện những cảnh giới đó để có thể tham khảo và làm ấn tượng trong việc tu hành. Sau khi tường tận về các cảnh giới của chư Phật, tỳ kheo Pháp Tạng bắt đầu dốc sức vào việc tạo quốc độ. Ngài đã trải qua năm kiếp để tư duy và nhiếp thủ, cuối cùng thành tựu được thế giới cực lạc. Trong khi kiến lập, các thế giới trong mười phương đều được tạo thành từ cộng nghiệp của chúng sanh và chỉ là sự biến hiện của thức. Tất cả sự biến hiện đều phụ thuộc vào nhân duyên, và cảnh giới bên ngoài chỉ là sự phản ánh của nội thức. Đối với những bậc đã tịnh hóa tâm thức như các chư Phật, họ dùng tâm thanh tịnh để biến hiện các cõi tịnh độ. Nếu chúng sanh nhất tâm niệm Phật thì chính là gieo chánh niệm vào tịnh thức của Phật, tương tự như đổ một chậu nước vào biển cả, hòa hợp và trở thành đồng nhất với nước biển. Khi chúng sanh sinh vào quốc độ của chư Phật,
y báo và chánh báo của họ cũng trở nên trang nghiêm như Phật và cũng sẽ được dung thông vô tận. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao tỳ kheo Pháp Tạng phải trải qua 5 kiếp để thành tựu cảnh giới cực lạc. Ví dụ, để tạo ra một cây bửu thọ, Ngài Pháp Tạng tập trung tư tưởng vào một khoảng hư không, tưởng tượng ra một cây bửu thọ với gốc vàng, cành bạc, nhánh lưu ly, chồi thủy tinh, lá san hô, hoa mã não và trái sa cử. Sự tưởng tượng này gọi là tư duy. Khi tư duy đã thuần thục, cây bửu thọ hoàn chỉnh và vĩnh viễn tồn tại. Ngài Pháp Tạng sau đó muốn cây bửu thọ không chỉ tồn tại tĩnh mà còn sống động, nở hoa, kết quả, phát ra thanh âm theo ý muốn. Đây gọi là nhiếp thủ, nghĩa là thu hoạch và giữ lấy sự tạo tác. Cây bửu thọ này, từ góc nhìn của Phật nhãn, là hư huyễn, nhưng từ góc nhìn của chúng sanh trong các cảnh giới khác, cây bửu thọ được thấy là có thật với các sắc, âm thanh, mùi vị và cảm giác. Sự hoàn chỉnh của cây bửu thọ phản ánh quá trình tạo thành một cõi tịnh độ với sự công phu và thời gian cần thiết để hoàn thành. Đối với Ngài Pháp Tạng, việc tạo dựng cõi tịnh độ không chỉ là để tạo ra một nơi thanh tịnh cho chúng sanh, mà còn để tiếp độ họ, giúp họ vượt qua sanh tử luân hồi. Ngài đã trải qua 5 kiếp để hoàn thành điều này, và cõi cực lạc trở thành nơi quy túc của chúng sanh trong tương lai, là bậc thang đưa họ tới cứu cánh, giải thoát. Điều này cho thấy lòng từ bi vô hạn của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh. Phật học phân chia quả báo thành hai loại: chánh báo, tức là quả báo hiện trong tự thân, và y báo, tức là quả báo hiện ngoài tự thân, bao gồm hoàn cảnh, quốc độ và các sự vật chung quanh. Sự tôn nghiêm của trả chánh báo và y báo ở cõi cực lạc được mô tả trong 3 bộ kinh về pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên, những mô tả này chỉ khái quát và không thể bao quát toàn bộ sự vĩ đại của cõi cực lạc. Thực tế, việc diễn tả toàn diện cõi cực lạc có thể tốn cả đời mà vẫn chưa hoàn tất. Dù chúng ta không thể mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của cõi cực lạc, việc kiên cố niệm Phật sẽ giúp người tu hành tự mình trải nghiệm và thấy rõ cảnh giới khi được vãng sanh. Chỉ đọc lý thuyết mà không thực hành sẽ giống như đọc lịch sử mà không hiểu rõ hoàn cảnh và nhân vật. Việc đọc mà không sống lại được nhân vật và hoàn cảnh thì chỉ là lý thuyết suông, không có ích gì như gãi ngứa ngoài giày mà không hết ngứa. Điều quan trọng là trăm nghe không bằng một thấy. Nếu người tu hành kiên cố niệm Phật và được vãng sanh vào tịnh độ, họ sẽ tự mình thấy rõ ràng khi đặt chân vào cảnh giới đó mà không cần thêm lời thuyết giáo. Ngược lại, nếu không nhất tâm tu niệm, dù đọc nhiều lý thuyết cũng chỉ là đọc lịch sử mà không hiểu rõ hoàn cảnh và nhân vật, vẫn chỉ là lý thuyết suông. Trong khi chờ đợi sự chứng ngộ trực tiếp, ta có thể dựa vào kinh điển để khái quát về trạng thái trang nghiêm của thế giới cực lạc. Kinh điển mô tả cõi tịnh độ qua các yếu tố của chánh báo, chúng sanh thế gian thanh tịnh và y báo, hoàn cảnh trang nghiêm. Dưới đây là những điểm nổi bật về chánh báo trang nghiêm trong cõi cực lạc. A. Chánh báo trang nghiêm. 1. Thân tướng trang nghiêm. Người dân trong cõi tịnh độ có thân hình toàn sắc vàng, đều đặn 32 tướng tốt, không có sự phân biệt giữa người đẹp và xấu. Dung mạo của họ đều xinh đẹp và khôi ngô, không có sự khác biệt, tạo nên một cảnh sắc sắc đồng nhất và tuyệt vời. 2. Thọ mạng vô hạn. Người ở cõi cực lạc có thọ mạng vô lượng vô biên, kéo dài đến A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp, hoàn toàn tự chủ theo bản nguyện của mình, mà không bị hạn chế bởi thời gian. 3. Có phép thần thông. Những cư dân ở đây sở hữu các phép thần thông như thiên nhãn thông, nhìn thấy suốt tất cả, thiên nhĩ thông, nghe suốt tất cả, tha tâm thông, biết được tâm niệm của người khác, túc mạng thông, biết rõ kiếp trước, và thần túc thông, di chuyển tự tại. Những ai chứng quả A-la-hán còn đạt được lậu tận thông, dứt sạch nghiệp luân hồi. 4. Thường an trú chánh định, tâm trí của các cư dân luôn được an định và không bị hoàn cảnh chi phối. Họ luôn ở trong trạng thái chánh định, không bị tán loạn hay dao động. 5. Không còn đọa ác đạo. Những ai đã sinh về tịnh độ sẽ không bao giờ bị sa đọa vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Họ đã thoát khỏi các khổ đau và hiểm nguy của những cảnh giới đó. 6. Hoa sen hóa xanh. Cư dân của cõi cực lạc đều được hóa xanh từ hoa sen mọc trong hồ bảy báu, không phải do ái dục nam nữ mà thành. Điều này thể hiện sự thanh tịnh và cao quý. 7. An vui thanh tịnh. Thân tâm của các cư dân được an lạc và thanh tịnh, tương tự như các vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, không còn chịu sự khổ đau và phiền não.
8. Không còn có tên bất thiện. Trong cõi tịnh độ, không tồn tại bất kỳ điều gì gọi là bất thiện. Danh từ bất thiện cũng không có, huống chi là sự thật bất thiện. 9. Đạo tâm bất thoái. Cư dân ở đây luôn giữ được tâm đạo không thoái chuyển, luôn tinh tấn và thăng tiến trên con đường đạt đến đạo quả vô thượng bồ đề, không bị lùi bước. 10. Trí huệ biện tài. Họ có khả năng đọc tụng và thọ trì giáo pháp một cách tinh tế, cùng với tài biện luận vô ngại, có thể giải thích và truyền đạt giáo lý một cách rõ ràng. 11. Được vô sanh pháp nhẫn. Những ai chứng quả vô sanh pháp nhẫn đã phá trừ hết ngã chấp và pháp chấp, đạt được trí tuệ chân thật, hòa hợp với chân lý và không còn sự phân biệt giữa lý và trí. 12. Uy lực tự tại. Họ có đủ năng lực và thần thông tự tại, tương tự như các bậc Thanh Văn và Bồ Tát, có thể nắm giữ tất cả thế giới trong lòng bàn tay. 13. Thân sáng chói lọi. Các bậc Thanh Văn có thân thể chiếu sáng được một tầm, trong khi các bậc Bồ Tát thì thân thể chiếu sáng từ 100 do tuần đến Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 14. Vô số Thanh Văn. Trong hội đầu tiên của Đức Phật A-di-đà, số lượng Thanh Văn chứng quả không thể đếm hết. Ngay cả Mục Kiền Liên với sức thần thông của mình cũng không thể biết hết số lượng Thanh Văn và Bồ Tát đã chứng quả trong đại hội đầu tiên, dù cho có biết một phần thì cũng chỉ như một giọt nước so với biển cả. 15. Vô số Bổ Sứ Bồ Tát. Trong cõi cực lạc, số lượng Bồ Tát Bổ Sứ, những người sắp thành Phật, là vô lượng vô biên, không thể đếm hết. Tất cả những người này đều bất thoái chuyển, đạt đến phẩm vị cao quý và gần gũi với việc thành Phật. Những đặc điểm này mô tả một cách khái quát về sự trang nghiêm của cõi cực lạc, cho thấy sự vĩ đại và thanh tịnh của thế giới mà Đức Phật A-di-đà đã tạo dựng. Sự hoàn hảo này không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng những mô tả này có thể giúp chúng ta hình dung và hướng đến mục tiêu vãng sanh để tự mình trải nghiệm và chứng ngộ. Vừa tìm hiểu về tranh báo, chúng ta đã thấy sự trang nghiêm và thanh tịnh của cõi cực lạc được thể hiện rõ nét qua những đặc điểm độc đáo và tinh tế. Giờ đây, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu y báo, phần còn lại trong tổng thể quốc độ cực lạc, để hiểu rõ hơn về các yếu tố góp phần tạo nên sự thanh tịnh và trang nghiêm tuyệt đối của nơi này. Y báo trang nghiêm, khí thế gian thanh tịnh. Y báo trang nghiêm là một phần của quốc độ cực lạc, nơi thể hiện sự trang nghiêm và thanh tịnh tuyệt vời. Các chi tiết về y báo trang nghiêm bao gồm: 1. Mặt đất do bảy báo tạo thành. Trong quốc độ cực lạc, mặt đất được cấu thành từ ngọc lưu ly trải khắp, hòa quyện với bảy báo khác, mang lại vẻ đẹp trong suốt từ bên trong ra ngoài. Dưới lớp đất lưu ly có một nền đế bằng vàng, kim cang và bảy báo hỗ trợ. Xung quanh đế có 8 góc, mỗi góc được khảm bằng thất bảo. Mỗi loại trong thất bảo phát ra hàng trăm ngàn ánh sáng với 84.000 màu sắc rực rỡ, chiếu sáng lên mặt đất lưu ly. Dây chuyền vàng cũng được giăng khắp nơi, xen lẫn với thất bảo, tạo thành những ranh giới ngay thẳng, rộng lớn, mênh mông và trang nghiêm. 2. Khí hậu ôn hòa. Khí hậu ở đây luôn mát mẻ quanh năm, không phân chia thành 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, không quá lạnh, cũng không quá nóng. 3. Lưới báu bùa răng. Trong cõi Phật cực lạc, vô số lưới báu được răng khắp nơi. Các dây răng được làm hoàn toàn bằng vàng, kết tua bằng ngọc trân châu và xen lẫn với hàng trăm ngàn loại ngọc báu khác. Những linh báu treo xung quanh lưới phát ra ánh sáng rực rỡ và thanh âm pháp niệm màu khi gió nhẹ thổi qua, khiến các chúng sanh tại đó tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 4. Sáu thời mưa hoa. Mỗi ngày và đêm, trong sáu thời có gió dịu dàng phảng phất, hoa mạn đà la từ trên trời rơi xuống khắp mọi nơi, thơm tho và mát dịu. Khi hoa rơi, chân bước xuống sẽ lún sâu khoảng 4 tấc như đi trên nệm gấm. Nhưng khi dừng lại, lớp hoa lại khôi phục như cũ. Hoa héo dần và biến mất, trả lại mặt đất sạch sẽ. Cảnh tượng này diễn ra 6 lần trong ngày đêm. 5. Sen báo đầy rẫy. Các hoa sen báo mọc khắp cõi Phật cực lạc. Mỗi hoa sen báo có hàng trăm ngàn ức cảnh, từ các cảnh phát ra ánh sáng với vô số màu sắc. Các màu sắc như xanh, trắng, huyền, vàng, đỏ, tía đều phát ra hào quang rực rỡ, lấn át cả ánh sáng mặt trăng và mặt trời. 6. Hóa Phật thuyết pháp. Từ mỗi hoa sen báo phát ra 36.000 ức hào quang. Trong mỗi hào quang hiện ra 36.000 ức Đức Phật, với thân vàng sáng chói và tướng tốt trang nghiêm. Mỗi Đức Phật lại phóng ra vô số hào quang, chiếu sáng khắp 10 phương và thuyết pháp niệm màu cho 10 phương chúng sanh nghe.
7. Cây đạo tràng của Phật. Cây đạo tràng của Đức Phật A Di Đà được cấu thành từ các báu vật, được trang sức thêm bằng trân châu và mã não. Xung quanh cây, trên các nhánh lớn và cành con, có các chuỗi ngọc treo lơ lửng, tỏa ra hàng trăm ngàn vạn sắc màu kỳ diệu. Trên cây, lưới báu đẹp đẽ được giăng khắp nơi, mọi thứ đều trang nghiêm và tùy ý ứng hiện. 8. Cây báu phát âm thanh. Vô số cây báu mọc khắp cõi tịnh độ, có cây làm từ một loại ngọc báu, có cây làm từ 2, 3 hoặc 7 loại ngọc báu kết hợp. Các cây báu này mọc theo hàng, cành, lá, hoa và trái đều tươi đẹp không thể tả xiết. Khi gió nhẹ thổi qua, từ cành, lá, hoa và quả phát ra 5 loại âm thanh hòa nhã, giống như hàng trăm ngàn điệu nhạc hòa tấu. Âm thanh du dương và mầu nhiệm này khiến các chúng sanh nghe và chứng ngộ pháp sâu xa, đạt đến bậc bất thoái và tiến đến quả Phật. Nghe tiếng nhạc, tai trở nên thanh tịnh, mắt thấy sắc cây, mũi ngửi hương cây, miệng nếm vị cây, thân cảm nhận ánh sáng từ cây tỏa ra và ý tưởng hình dáng cây. Sáu căn đã lãnh hội cây báo thì sẽ ngộ được thậm thâm pháp nhẫn và lên bậc bất thoái, từ đó không còn bị não hại và lục căn luôn được thanh tịnh. 9. Muôn vật nghiêm lệ. Tất cả muôn vật đều được trang nghiêm thanh tịnh, sáng suốt và xinh đẹp. Hình sắc của chúng đặc biệt lộng lẫy một cách vi diệu, không thể tả xiết. 10. Không có ba đường dữ, không có các khổ nạn của ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 11. Cung điện trang nghiêm. Tất cả các công trình như giảng đường, tinh xá, cung điện và lầu gác đều tự nhiên thành tựu và được trang hoàng bằng 7 loại báu. Các công trình này còn được phủ một lớp mặt võng làm bằng các báu trân châu, mani và minh nguyệt. Các công trình có thể được xây cất bằng 1, 2 hoặc vô lượng loại báu tùy theo sở nguyện mà hiện ra. 12. Quốc độ thanh tịnh. Quốc độ cực lạc trong suốt như một thế giới pha lê, chiếu tỏa khắp mười phương, từ đó có thể trông thấy vô lượng vô biên các thế giới của chư Phật bất khả tư nghị. 13. Hồ tắm trong thơm. Nước trong các hồ tắm yên lặng, trong suốt và thanh tịnh, có mùi thơm như nước cam lộ và đầy đủ 8 tính chất gọi là bát công đức thủy. Nếu hồ làm bằng vàng, dưới đáy là cát bạch ngân. Nếu hồ bằng bạch ngân, dưới đáy là cát vàng. Nếu hồ bằng thủy tinh, dưới đáy là cát lưu ly. Nếu hồ bằng lưu ly, dưới đáy là cát thủy tinh. Nếu hồ bằng san hô, dưới đáy là cát hổ phách. Nếu hồ bằng hổ phách, dưới đáy là cát san hô. Nếu hồ bằng sa cử, dưới đáy là cát lưu ly. Nếu hồ bằng bạch ngọc, dưới đáy là cát vàng tía. Nếu hồ bằng vàng tía, dưới đáy là cát bạch ngọc. Các nhóm báu này có thể thay đổi theo ý nguyện, kết hợp từ 2, 3 hoặc 7 loại báu. 14. Nước hồ lên xuống tùy nguyện. Nhân dân ở nước cực lạc, khi bước chân xuống hồ, mực nước có thể lên xuống theo ý nguyện. Nước hồ có thể tự nhiên điều chỉnh nhiệt độ theo ý nguyện. Sau khi tắm, tinh thần sẽ thấy sảng khoái và tẩy trừ mọi tâm cấu nhiễm. Trong khi tắm, xung quanh bờ hồ phát ra tiếng sóng vỗ như một điệu nhạc, phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tiếng tịch tịnh xa vắng, tiếng vô ngã, tiếng đại từ bi và tiếng ba la mật. Những âm thanh này rất thích hợp với người nghe và khiến người nghe sinh tâm hoan hỷ vô lượng. 15. Hương sông ngào ngạt. Từ mặt đất đến hư không, tất cả các cung điện, lầu gác, hồ sen, cây hoa và mọi vật đều được sông ướp trong trăm ngàn loại hương thơm, kết hợp từ vô lượng tạp bảo đặc biệt. Hương thơm này tỏa khắp mười phương thế giới, các Bồ Tát ngửi thấy mùi hương, liền dũng mãnh tu theo hạnh Phật. 16. Thức ăn tinh khiết. Thức ăn ở đây gồm các thứ hương hoa vô cùng tinh khiết và thù thắng hơn cả ở các cảnh trời. Khi có nhu cầu ăn uống, các món ăn tự động hiện ra trong chén bát thất bảo, đầy đủ và phong phú. Cách ăn ở đây khác với cảnh giới thế gian, chỉ cần tác ý và nhìn thấy, thức ăn sẽ tự động xuất hiện. Sau khi ăn, thức ăn được tiêu hóa, và đến giờ ăn sau, các món ăn mới lại tự nhiên hiện ra như trước. 17. Y phục tùy niệm. Y phục của cư dân ở đây tự nhiên hiện ra theo niệm, không cần may, cắt, giặt hoặc nhuộm. 18. Chim biết thuyết pháp. Các loài chim trong cõi này đều là hóa thân của Đức A-di-đà. Ngài hiện ra dưới hình dạng các loài chim như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng, chim phủ, chim nhạn, chim oan ương, vân vân. Những chim này phát ra tiếng kêu hòa nhã trong suốt 6 thời, giảng giải pháp như ngũ căn, ngũ lực, bảy phẩm bồ đề, 8 pháp chánh đạo, vân vân, khiến người nghe phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau khám phá cõi cực lạc, một thế giới được miêu tả với sự trang nghiêm và thanh tịnh tuyệt vời qua hai góc nhìn chính,
chánh báo và y báo. Chánh báo phác họa sự vĩ đại của chúng sanh trong cõi cực lạc, nơi mọi người đều đạt được trạng thái thanh tịnh tối thượng. Trong khi đó, y báo mang đến hình ảnh của môi trường xung quanh, từ mặt đất trang nghiêm bằng bảy báo, khí hậu ôn hòa, đến các lưới báo và hồ tắm thơm mát, tất cả đều hiện lên một cách rực rỡ và hoàn hảo. Những hình ảnh này không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng, mà còn nhấn mạnh mục tiêu và ý nghĩa của việc tu hành tinh tấn. Dù không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cõi cực lạc, sự thực hành và niệm Phật sẽ giúp chúng ta trực tiếp trải nghiệm và chứng ngộ điều kỳ diệu này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong hành trình tâm linh tìm kiếm sự giác ngộ. Hy vọng những kiến thức hôm nay sẽ thêm phần hứng khởi trên con đường tu tập của các bạn. Trong pháp môn niệm Phật, sự vãng sanh về cực lạc không chỉ là một mục tiêu tu hành cao quý, mà còn là kết quả của lòng thành kính và sự chuyên tâm. Dù bạn là người mới bước vào con đường tu tập hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, sự thành tâm niệm Phật và dứt trừ mọi nghi ngờ sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến cực lạc. Điều quan trọng là quá trình này không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà còn được hỗ trợ bởi Phật lực từ bi và cứu độ. Điều này đảm bảo rằng tất cả chúng sinh đều có cơ hội như nhau để đạt được sự vãng sanh. Tuy nhiên, sự khác biệt về trí thức, công hạnh và mức độ tinh tấn trong việc tu tập sẽ dẫn đến sự phân chia rõ ràng trong phẩm vị vãng sanh. Theo Kinh Đại Bổn, phẩm vị vãng sanh được chia thành 3 bậc, trong khi theo Quán Kinh, phẩm vị này được phân chia thành 9 phẩm. Dù có sự khác biệt trong số lượng và mức độ chi tiết, bản chất của sự phân chia này vẫn giữ nguyên ý nghĩa cốt lõi. Phân chia 3 bậc là tổng quát, còn phân chia 9 phẩm đi sâu vào chi tiết, nhưng đều thể hiện sự linh hoạt và từ bi của Phật Pháp trong việc đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân. 3 bậc 9 phẩm vãng sanh. 3 phẩm bậc trên thượng. 1 phẩm thượng thượng. A. Hành động trong lúc sống, tâm từ không sát hại chúng sanh, giữ giới hạnh đầy đủ, đọc tụng đại thừa, thực hành 6 phép tu hành, hồi hướng công đức, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Nếu hoàn thành tất cả, sẽ được vãng sanh trong từ 1 đến 7 ngày. B. Trạng huống lúc lâm chung. Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn, nâng đài kim cang trước hành giả, chiếu sáng và khuyến khích hành giả. Trong khoảnh khắc, hành giả sẽ vãng sanh về cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Sau khi vãng sanh, hành giả sẽ thấy các cảnh trí trang nghiêm và thuyết pháp mầu nhiệm từ Phật và Bồ Tát. Nghe pháp xong, hành giả đạt được vô sanh nhẫn, bay khắp mười phương, chứng đặng pháp môn tổng trì và trở về quốc độ để hóa độ chúng sanh. 2. Phẩm thượng trung. A. Hành động trong lúc sống. Dù chưa đọc tụng đại thừa hoặc hiểu thâm nghĩa, nhưng vẫn giữ lòng tin vào chân lý đệ nhất nghĩa đế và không hủy báng đại thừa. Công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ. B. Trạng huống lúc lâm chung. Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng nâng đài vàng đến trước hành giả, tán thán công đức và khuyên học lý đệ nhất nghĩa của đại thừa. Hành giả sẽ vãng sanh trong khoảnh khắc. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Trên đài vàng như hoa sen lớn, hành giả sẽ thấy tướng sắc vàng sau một đêm. Nghe pháp đệ nhất nghĩa, không thoái chuyển bồ đề tâm sau 7 ngày, bay khắp mười phương, lễ bái chư Phật và tu pháp tam muội. Sau một kiếp, chứng được vô sanh pháp nhẫn và thọ ký thành Phật. 3. Phẩm thượng hạ, cụ thể là quá trình vãng sanh và kết quả của nó. A. Hành động trong lúc sanh tiền để đạt được phẩm vị cao trong cõi cực lạc. Người hành giả cần phải tin tưởng vào nhân quả, không hủy báng đại thừa và phát đạo tâm vô thượng. Công đức từ những hành động này được hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thể hiện lòng chân thành và quyết tâm. B. Trạng huống lúc lâm chung. Khi sắp lâm chung, hành giả sẽ được đón tiếp bởi Đức Phật A-di-đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí cùng 500 hóa Phật. Họ đồng thanh tán thán rằng, Pháp tử, ngươi đã phát đạo tâm vô thượng nên nay chúng ta đến rước ngươi. Hành giả thấy mình ngồi trên đài hoa sen vàng và sau khi hoa búp lại sẽ theo Phật và Bồ Tát vãng sanh trong ao sen thất bảo. C. Kết quả, khi vãng sanh trong cõi cực lạc, hành giả sẽ ngồi trong hoa sen được một ngày một đêm trước khi sen nở. Sau 7 ngày, hành giả mới thấy tướng tốt của Phật nhưng chưa rõ lắm. Sau 21 ngày, mắt sẽ thấy rõ tướng của Phật và tai cũng nghe tiếng thuyết pháp. Hành giả sẽ chu du khắp mười phương để nghe chư Phật giảng dạy các pháp nhiệm mầu. Qua 3 tiểu kiếp,
hành giả chứng được bách pháp minh môn và an trú ở địa vị hoan hỷ, tức sơ địa Bồ Tát. Như vậy, dù con đường vãng sanh có khác nhau về bậc phẩm và phẩm vị, tất cả đều bắt nguồn từ sự nhất tâm niệm Phật và sự trợ lực của Phật. Mỗi phẩm vị có một đặc điểm và kết quả riêng, nhưng đều dẫn đến mục tiêu chung là vãng sanh về cõi tịnh độ và đạt được giác ngộ tối thượng. Sanh về ba phẩm bậc giữa, trung. Một, phẩm trung thượng. A, hành động lúc sanh tiền. Để đạt được phẩm trung thượng, hành giả cần thọ trì ngũ giới, tu bát quan trai giới, giữ gìn giới đức thanh tịnh, không tạo nghiệp ngũ nghịch và không phạm lỗi lầm. Công đức từ các hành động này được hồi hướng để cầu vãng sanh cực lạc. B, trạng huống lúc lâm chung. Khi sắp lâm chung, hành giả thấy Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng hào quang sắc vàng đến trước mặt, tai nghe Phật thuyết bốn chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã và tán thán hạnh xuất gia. Hành giả hoan hỷ ngồi trên hoa sen và chắp tay lễ Phật. Trong chốc lát, hành giả liền vãng sanh. C, kết quả sau khi vãng sanh, hoa sen liền nở và hành giả sẽ nghe thuyết pháp về bốn chân đế, khổ, tập, diệt, đạo. Hành giả chứng quả A La Hán, có đủ tam minh, lục thông và tám thứ giải thoát đầy đủ. Hai, phẩm trung trung. A, hành động lúc sanh tiền. Hành giả có thể đã từng tu bát quan trai, thọ giới sa di hoặc thọ giới cụ túc, mỗi công hạnh đều đầy đủ uy nghi trong một ngày một đêm. Công đức từ những hành động này được hồi hướng để cầu vãng sanh cực lạc. B, trạng huống lúc lâm trung. Khi gần lâm trung, hành giả thấy Đức Phật A Di Đà phóng hào quang sắc vàng, tay nâng đài sen thất bảo cùng với thánh chúng đến trước mặt. Đức Phật tán thán rằng: Thiện nam tử, vì ngươi tùy thuận lời Phật dạy nên ta đến rước ngươi. Hành giả ngồi lên hoa sen và hoa sen búp lại rồi vãng sanh cực lạc. C, kết quả sau khi vãng sanh, ở trong hồ thất bảo 7 ngày, hoa sen mới nở. Hành giả mở mắt, chắp tay tán thán Đức Phật, nghe pháp và hoan hỷ, rồi chứng được quả Tu Đà Hoàn. Qua nửa kiếp, hành giả sẽ chứng quả A La Hán. Ba, phẩm trung hạ. A, hành động lúc sanh tiền. Hành giả thực hành hiếu dưỡng cha mẹ và làm các việc nhân từ ở đời, đồng thời cầu vãng sanh cực lạc. B, trạng huống lúc lâm chung. Khi sắp lâm chung, hành giả gặp thiện tri thức và được nghe về an vui của thế giới Đức Phật A Di Đà, cũng như 48 lời đại nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Sau khi nghe xong, hành giả mạng chung và trong chốc lát vãng sanh cực lạc. C, kết quả sau khi vãng sanh. Trải qua 7 ngày, hành giả gặp Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí, nghe pháp và hoan hỷ, chứng quả Tu Đà Hoàn. Sau một tiểu kiếp, hành giả sẽ chứng quả A La Hán. Sanh về ba phẩm bậc dưới hạ. Phẩm hạ thượng. A, hành động lúc sanh tiền. Dù không phỉ báng kinh đại thừa, nhưng cuộc đời đã tích tụ nhiều tội lỗi, hành động ác và sống trong ngu si, không biết tự sửa đổi. B, trạng huống lúc lâm chung. Gần lâm chung, được may mắn gặp đại thiện trí thức chỉ dạy danh hiệu và đề mục của 12 bộ kinh đại thừa. Nhờ nghe tên 12 bộ kinh, tội lỗi nặng nề được trừ diệt. Theo lời chỉ bảo của thiện trí thức, hành giả niệm danh hiệu Phật, nhờ đó mà tiêu trừ nhiều kiếp tội lỗi trong vòng sinh tử. Hóa Phật và hóa Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí đến rước hành giả, và hành giả vui mừng khi thấy mình được ngồi trên hoa sen, vãng sanh về thế giới cực lạc. C, kết quả sau khi vãng sanh. Sau 49 ngày, hoa sen mới nở. Trong thời gian này, Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí phóng hào quang, giảng dạy giáo lý thâm sâu của 12 bộ kinh. Hành giả nghe pháp và phát tâm vô thượng, trải qua 10 tiểu kiếp, thông hiểu các pháp và chứng được quả sơ địa Bồ Tát. Phẩm hạ trung. A, hành động lúc sanh tiền, gây nghiệp chướng nặng nề, vi phạm ngũ giới, bát giới hay cụ túc giới, ăn cắp vật dụng của tăng, thuyết pháp không thanh tịnh, tạo các tội lỗi nghiêm trọng, đáng lẽ phải đọa địa ngục. B, trạng huống lúc lâm chung. Lúc gần lâm chung, tướng địa ngục hiện ra. Nhưng nhờ gặp thiện trí thức dạy về uy đức và thần lực của Đức Phật A Di Đà, tán thán ngũ hương giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến hương, tội nặng trong nhiều kiếp được tiêu trừ. Lửa dữ chuyển thành gió mát, hoa mưa giải rác và Phật Bồ Tát hóa hiện để tiếp dẫn. Ngay lập tức, hành giả vãng sanh vào hồ sen thất bảo. C, kết quả sau khi vãng sanh. Trải qua 6 kiếp sen nở, Đức Quan Âm và Đại Thế Chí dùng pháp âm an ủi và giảng dạy nghĩa lý sâu xa của Đại Thừa. Nghe pháp, hành giả phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phẩm hạ hạ.
A. Hành động lúc sanh tiền, tạo đủ mọi nghiệp bất thiện, phạm tội ngũ nghịch thập ác, đã gây ra nhiều tội lỗi, phải đọa địa ngục và chịu khổ đau vô tận. B. Trạng huống lúc lâm chung, gần lâm chung, may mắn gặp thiện trí thức dạy pháp màu và khuyến khích niệm danh hiệu Phật. Dù đau khổ bức bách, nhờ sự hỗ trợ của thiện hữu, kẻ ấy niệm theo được 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ niệm lực mà tội lỗi nhiều kiếp được tiêu tan. Khi mạng chung, thấy hoa sen vàng như mặt trời hiện ra và lập tức vãng sanh cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh, trong hoa sen đủ 12 đại kiếp, sen mới nở. Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí giảng dạy thật tướng các pháp và phương pháp diệt trừ tội chướng. Nghe pháp, hành giả phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vừa rồi là tổng hợp về các phẩm vãng sanh được phân chia thành 3 bậc: thượng, trung và hạ. Trong mỗi bậc có 3 phẩm cụ thể hơn, tạo thành 9 phẩm tổng cộng. Thượng thượng, thượng trung và thượng hạ thuộc bậc thượng. Trung thượng, trung trung và trung hạ thuộc bậc trung. Hạ thượng, hạ trung và hạ hạ thuộc bậc hạ. Những thông tin này giúp làm rõ hơn con đường vãng sanh và kết quả mà mỗi hành giả có thể đạt được dựa trên công hạnh và sự tinh tấn của họ. Trong 9 phẩm vãng sanh mà chúng mình đã nói qua, chúng ta nhận thấy rõ ràng sự khác biệt về kết quả của các phẩm vị, chủ yếu dựa vào việc tu tập và hồi hướng công đức. 5 phẩm đầu tiên là kết quả của sự tu tập và hồi hướng công đức, với phẩm vị cao thấp phụ thuộc vào độ sâu và cạn của công tu tập. Càng tu tập nhiều và hồi hướng công đức chân thành, phẩm vị của người vãng sanh càng cao. Tuy nhiên, 4 phẩm sau, bao gồm các phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ, có nguyên nhân khác biệt. Những người thuộc 4 phẩm này chưa từng thực hành pháp xuất thế gian hay tu tập nghiêm túc. Họ có thể chỉ tu thiện pháp thông thường hoặc thậm chí tạo nhiều tội lỗi nghiêm trọng. Dù vậy, nhờ vào sự gặp gỡ thiện tri thức và phát tín tâm vào lúc lâm chung, họ vẫn có thể vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là trường hợp đới nghiệp vãng sanh nhờ vào nguyện lực rộng lớn và vô biên của Đức Phật A-di-đà. Điều này cho thấy tông tịnh độ có một sự đặc biệt hiếm có. Theo Phật giáo Sơ Học Khóa Bổn, đây là một pháp môn đặc biệt, không có môn nào khác trong Tam Tạng Giáo Điển có thể so sánh được với sự rộng lớn và mạnh mẽ của nguyện lực Phật A-di-đà, cho phép ngay cả những người có tội nặng nề vẫn có thể vãng sanh. Sức hộ niệm của thiện tri thức cũng là một điểm đặc biệt quan trọng trong tông tịnh độ. Dù người đó chưa từng nghe đến pháp môn tịnh độ hay không lưu tâm đến Phật Pháp, sự khuyến khích và hộ niệm của thiện tri thức trong giờ phút lâm chung có thể giúp họ vãng sanh về cực lạc. Đây là minh chứng cho sự quý báu của công năng gia trì và hộ niệm của thiện tri thức gần ngang với Phật lực. Cuối cùng, sự quan trọng của giờ phút lâm chung không thể bị xem nhẹ. Dù một người có tu tập hay không, trạng thái tâm lý và sự thanh tịnh trong giờ phút này quyết định việc vãng sanh. Những bậc thiện tri thức và sự hộ niệm không thể thiếu trong giờ phút quan trọng này để đảm bảo rằng người sắp ra đi có thể có một cuộc đời hạnh phúc và vĩnh cửu qua đời này và các đời sau. Điểm quan trọng cần lưu ý là sự phân biệt giữa kết quả tất nhiên và kết quả hy hữu trong việc vãng sanh. Trong 9 phẩm vãng sanh, 5 phẩm đầu tiên là kết quả của sự tu tập hồi hướng công đức và nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Đây là kết quả tự nhiên, phản ánh sự nỗ lực và thực hành liên tục của người tu hành. Phẩm vị của họ phụ thuộc vào mức độ sâu sắc của công tu tập. Ngược lại, 4 phẩm sau, đặc biệt là các phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ là kết quả của sự vãng sanh hy hữu. Những người thuộc các phẩm này chưa từng niệm Phật hay tu hành và thậm chí có thể đã gây nhiều tội lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ gặp được thiện tri thức và phát tâm niệm Phật vào lúc lâm chung, họ vẫn được vãng sanh. Đây là hiện tượng đặc biệt, không phải là kết quả tất nhiên mà là nhờ vào nguyện lực vô biên của Đức Phật A-di-đà. Sự nhầm lẫn có thể xảy ra khi người ta nghe về 4 phẩm này và cho rằng không cần phải tu hành hay niệm Phật trong cuộc đời này, mà chỉ cần chờ đến phút lâm chung để nhờ người khác hộ niệm hoặc tự niệm vài lần là đủ. Đây là quan niệm sai lầm và không hiểu đúng tinh thần của pháp môn niệm Phật. Niệm Phật hàng ngày giúp hình thành thói quen và sự nhất tâm, giúp người tu hành có sự cảm ứng và tự tin vào giờ phút lâm chung. Đó là hiện tượng tránh thường và là sự chuẩn bị chủ động. Còn việc chờ đợi đến lúc lâm chung để phát tâm, dù có thể được cứu vãn nhờ duyên tốt và thiện tri thức, là một hiện tượng đặc biệt và không thể dựa vào hoàn toàn. Trong khi đó,
hiện tượng đặc biệt là không thể kiểm soát và không thể ỷ lại vào. Ngoài ra, tình cảnh lúc lâm trùng rất đa dạng và không phải lúc nào cũng có điều kiện thuận lợi để được thiện tri thức hộ niệm. Có thể gặp phải các tình huống không thể dự đoán, từ chết trong các hoàn cảnh khắc nghiệt đến những trường hợp không thể mời kịp thiện tri thức. Do đó, việc dựa vào chính mình, tu tập và niệm Phật hàng ngày, phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức là cách đảm bảo vững chắc hơn cho việc vãng sanh. Đây chính là ứng hợp với các đại nguyện của Đức Phật A-di-đà và giúp đảm bảo cho sự vãng sanh của hành giả. Tóm lại, việc tu tập và niệm Phật là phương pháp chủ động và bền vững. Đừng nên chỉ dựa vào sự may mắn hoặc tình cờ trong giờ phút lâm chung, mà cần có sự chuẩn bị và nỗ lực liên tục trong suốt cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và lắng nghe tập podcast Ba Bậc và Chín Phẩm Vãng Sanh trên kênh Đắc Nhân Tâm. Trong tập này, chúng ta đã cùng nhau khám phá sâu sắc về các phẩm vị trong vãng sanh và những điều quan trọng trong hành trình tâm linh. Hy vọng rằng những kiến thức và thông tin được chia sẻ đã giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về con đường vãng sanh và sự quan trọng của việc tu tập. Đừng quên rằng mỗi hành trình tâm linh đều có giá trị riêng, và việc hiểu biết càng sâu về các giáo lý sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trên con đường giác ngộ. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay đóng góp nào, xin hãy để lại ở phần bình luận để cùng nhau phát triển và hoàn thiện hơn. Chúc các bạn luôn an lạc và hạnh phúc trong hành trình của mình. Chào các bạn! Trong tập podcast trước, chúng ta đã cùng khám phá cõi cực lạc của Phật A-di-đà, một thế giới hoàn hảo, nơi sự tu hành và niệm Phật có thể dẫn đến sự giải thoát và an lạc vô biên. Chúng ta đã tìm hiểu về ba bậc và chín phẩm của cõi cực lạc, điều kiện để được sinh về đó và cách tu tập để đạt được mục tiêu này. Nhưng liệu ngoài cõi cực lạc, có những cõi tịnh độ nào khác cũng đáng để chúng ta tìm hiểu không? Nếu bạn nghĩ rằng cõi cực lạc là đích đến duy nhất, thì hôm nay bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng còn một cõi tịnh độ khác cũng vô cùng đặc biệt trong Phật giáo. Đó chính là cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư, một thế giới nơi mọi bệnh tật và khổ đau đều được chữa lành, và những nguyện lớn của Ngài mang lại nhiều điều kỳ diệu cho chúng sinh. Phật Dược Sư, hay còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, là một trong những vị Phật quan trọng và đặc biệt trong Phật giáo. Ngài được biết đến như một biểu tượng của y học, sức khỏe và sự chữa lành, với bổn nguyện cao cả là cứu độ chúng sinh khỏi tất cả các trọng bệnh phiền não về thân và tâm, đồng thời giải thoát họ khỏi vòng sinh tử khổ đau. Tên gọi Dược Sư có nghĩa là người thầy thuốc, và Lưu Ly ám chỉ sự tinh khiết và thanh tịnh. Quang Phật biểu thị ánh sáng trí tuệ và từ bi của Ngài. Ánh sáng của Phật Dược Sư được mô tả là trong suốt và hoàn toàn thanh tịnh, như Lưu Ly phản ánh sự thanh tịnh trong tâm và bổn nguyện của Ngài. Chuyển sang một khía cạnh quan trọng khác, chúng ta có Kinh Dược Sư, còn được gọi là Dược Sư Bổn Nguyện Kinh, là một trong những kinh điển quan trọng trong Phật giáo, ghi lại những nguyện lớn của Phật Dược Sư và mô tả chi tiết về cõi tịnh độ của Ngài. Kinh này không chỉ là nguồn tài liệu chính để hiểu rõ về cõi lưu ly, mà còn cung cấp hướng dẫn về cách tu tập để được sinh về cõi tịnh độ này. Cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư là một thế giới hoàn hảo và thanh tịnh. Theo Kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, cõi này nằm ở phương Đông, cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà xa Phật độ. Cõi lưu ly được bao phủ bởi những vật liệu quý giá như lưu ly, và mọi cảnh vật ở đây đều toát lên sự thanh tịnh và hoàn hảo. Đây là một thế giới nơi mọi bệnh tật và khổ đau đều được giảm thiểu, và các chúng sinh có cơ hội học hỏi và thực hành để đạt được trí tuệ và giải thoát. Kinh Dược Sư mô tả rằng, cõi tịnh độ của Phật Dược Sư được trang trí bằng những viên lưu ly rực rỡ, ánh sáng phát ra từ các viên lưu ly này, làm cho mọi thứ trong cõi này trở nên trong suốt và thanh tịnh, phản chiếu sự hoàn hảo và yên bình. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá 12 nguyện của Phật Dược Sư. Phật Dược Sư, với lòng từ bi vô hạn, đã phát ra 12 nguyện lớn, mỗi nguyện đều thể hiện sự cam kết của Ngài trong việc cứu độ chúng sinh khỏi mọi khổ đau và đưa họ đến sự an lạc. Bây giờ, chúng mình đi chi tiết về từng nguyện. 1. Nguyện về ánh sáng minh mẫn. Khi thành Phật, Phật Dược Sư hứa rằng ánh sáng từ Ngài sẽ chói sáng hơn ánh sáng mặt trời,
chiếu sáng mọi nơi. Ngài cam kết rằng sự hiện diện của Ngài sẽ giúp các chúng sinh trong những nơi tối tăm nhận được sự khai thị và dẫn đường, thoát khỏi sự mù mờ và vô minh. Hai, nguyện về vô lượng phương tiện trí tuệ. Phật Dược Sư sẽ đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, giúp chúng sinh có được những món thọ dụng cần thiết cho cả thân và tâm. Ngài cam kết cung cấp tất cả những gì cần thiết để các chúng sinh có thể tu hành và đạt được sự hoàn hảo. 3. Nguyện về chuyển hóa đạo học. Phật Dược Sư phát nguyện rằng, bất kỳ chúng sinh nào theo tà đạo sẽ được chuyển hướng về chánh đạo. Ngài cam kết rằng, những người lạc lối trong các tà đạo, tức là các con đường sai lầm hoặc thiếu chính xác trong việc tu học Phật Pháp, sẽ được dẫn dắt trở về con đường đúng đắn của Phật Pháp. Đồng thời, Ngài cũng cam kết rằng những hàng nhị thừa sẽ được hướng về nhất thừa. Đây là điểm quan trọng mà chúng ta cần làm rõ. Nhị thừa. Trong Phật giáo, nhị thừa gồm hai loại tu hành chính. Thinh văn. Những người này đạt được sự giải thoát cá nhân thông qua việc lắng nghe và học hỏi giáo pháp từ Phật. Họ tìm kiếm giác ngộ bằng cách tiếp thu giáo lý và thực hành theo những gì đã học. Duyên giác. Những người này đạt được giác ngộ thông qua sự quan sát và nhận thức chân lý một cách tự mình, không cần sự giáo hóa từ Phật. Họ tự tu tập và giác ngộ mà không truyền dạy giáo pháp cho người khác. Nhất thừa. Ngược lại, nhất thừa đại diện cho con đường của Bồ Tát. Đây là con đường mà Phật Dược Sư mong muốn tất cả chúng sinh theo đuổi. Con đường nhất thừa không chỉ nhằm đạt được sự giác ngộ cá nhân, mà còn bao gồm việc phát triển lòng từ bi và trí tuệ để giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được giác ngộ. Con đường này bao gồm việc tu tập Bồ Tát hạnh, trong đó các Bồ Tát không chỉ tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân mà còn cống hiến để giúp đỡ tất cả chúng sinh đạt được sự giải thoát. 4. Nguyện về sự hoàn hảo. Dù phạm giới, nếu có chúng sinh theo giáo pháp của Ngài mà tu hành, thì dù có phạm giới, chỉ cần nghe đến tên Ngài, họ sẽ trở thành thanh tịnh và không xa vào ác đạo. Ngài cam kết giúp họ hoàn hảo hóa hành vi và tâm hồn. 5. Nguyện về sự chữa lành bệnh tật. Nếu có chúng sinh bị bệnh tật, thân thể yếu đuối hay khiếm khuyết, chỉ cần nghe tên Ngài và niệm danh Ngài, họ sẽ được khỏi bệnh và trở nên khôn ngoan và tốt đẹp. Ngài phát nguyện giúp đỡ tất cả những người đang chịu đựng đau đớn về thể xác và tinh thần. 6. Nguyện về sự giúp đỡ đối với những người cùng khổ. Phật Dược Sư cam kết sẽ giúp đỡ những người không có thân thuộc, nghèo khổ, ốm đau mà không ai giúp đỡ. Chỉ cần họ nghe đến tên Ngài, họ sẽ được an lành và sự giúp đỡ từ người khác, cùng với việc chứng đạo Bồ Đề. 7. Nguyện về sự giúp đỡ đối với những người cùng khổ. Phật Dược Sư cam kết sẽ giúp đỡ những người không có thân thuộc, nghèo khổ, ốm đau mà không ai giúp đỡ. Chỉ cần họ nghe đến tên Ngài, họ sẽ được an lành và sự giúp đỡ từ người khác, cùng với việc chứng đạo Bồ Đề. 8. Nguyện về sự thăng tiến đối với các nữ nhân. Ngài phát nguyện rằng các nữ nhân thường bị khinh rẻ và thấp kém, nếu nghe được tên Ngài sẽ từ bỏ thân nữ nhân và được thành tướng trượng phu. Điều này giúp họ vượt qua những khó khăn trong việc chứng quả. 9. Nguyện về sự thoát khỏi ma đạo và ác kiến. Phật Dược Sư cam kết giúp các chúng sinh thoát khỏi vòng ma đạo và các kiến thức sai lầm. Ngài sẽ dẫn dắt họ về chánh đạo và giúp họ tu Bồ Tát hạnh để nhanh chóng chứng đạo Bồ Đề. 10. Nguyện về sự giải thoát khỏi các hình phạt. Nếu có chúng sinh bị pháp luật trừng phạt, trói buộc, đánh đập hay giam vào ngục tối, chỉ cần nghe đến tên Ngài, họ sẽ được giải thoát khỏi mọi hình phạt và đau khổ. 11. Nguyện về sự cung cấp thực phẩm và an lạc. Những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ngài và chuyên niệm thọ trì, Ngài sẽ cấp cho họ món ăn đầy đủ và sau đó giảng pháp để giúp họ tu hành và đạt được an vui. 12. Nguyện về sự cung cấp y phục và sự bảo vệ. Ngài phát nguyện giúp những chúng sinh nghèo khổ không có áo mặc, bị muỗi mòng chích đốt và chịu đựng khổ sở vì nóng lạnh. Nếu họ nghe tên Ngài và chuyên niệm thọ trì, Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu về y phục và hương, giúp họ thoát khỏi khổ đau. Như vậy, các nguyện của Phật Dược Sư không chỉ tập trung vào việc chữa lành bệnh tật, mà còn bao gồm nhiều khía cạnh khác của đời sống. Đây là những lời cam kết mạnh mẽ nhằm mang lại an lạc và giải thoát cho chúng sinh. Để được tái sinh vào cõi tịnh độ của Phật Dược Sư, các Phật tử thường thực hành những phương pháp tu tập đặc biệt nhằm đạt được sự thanh tịnh trong tâm trí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh về cõi tịnh độ.
Tụng niệm kinh dược sư. Tụng niệm kinh dược sư là một trong những phương pháp quan trọng nhất để tiếp cận và cầu nguyện Phật dược sư. Việc tụng niệm đều đặn giúp chúng ta nhớ về nguyện lực và lòng từ bi của Ngài, đồng thời làm thanh tịnh tâm trí, loại bỏ các phiền não và chướng ngại. Trì chú dược sư là việc niệm câu chú đặc biệt liên quan đến Phật dược sư, với câu chú thường được sử dụng là Tayata Om Bekbekatse Mahabekatse Bekatse Raja Samungate Svaha. Câu chú này giúp Phật tử tập trung vào hình ảnh và phẩm hạnh của Ngài, đồng thời gia tăng sự kết nối với Phật dược sư. Tu tập các pháp hành Bồ Tát. Việc tu tập các pháp hành Bồ Tát cũng rất quan trọng. Điều này bao gồm việc phát triển lòng từ bi, trí tuệ và các phẩm hạnh cao quý khác theo gương của Phật dược sư. Thực hành các hạnh nguyện của Bồ Tát sẽ giúp nâng cao phẩm hạnh của chúng ta và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh về cõi tịnh độ. Hành thiện và tích lũy công đức. Thực hành các hành thiện và tích lũy công đức là cách giúp làm sạch nghiệp chướng và gia tăng phước báo. Việc làm thiện, cúng dường, giúp đỡ người khác và thực hành các pháp lành sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc tái sinh vào cõi tịnh độ. Những phương pháp tu tập này không chỉ giúp làm thanh tịnh tâm trí mà còn tạo điều kiện để được sinh vào một thế giới nơi bệnh tật và khổ đau không còn tồn tại. Việc thực hành chân thành và kiên trì sẽ giúp chúng ta gần gũi hơn với Phật Dược Sư và đạt được sự giải thoát trong tương lai. Cuối cùng, Đức Phật Dược Sư là một trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình. Ngài không chỉ là biểu tượng của sức khỏe và sự chữa lành, mà còn là hình mẫu của trí tuệ và từ bi trong việc chăm sóc chúng sinh. Các quốc độ và hạnh nguyện khác của các vị Phật cho thấy rằng, ngoài cõi cực lạc của Phật A Di Đà, còn nhiều cõi tịnh độ khác cũng đáng để chúng sinh tìm hiểu và hướng đến. Ngài được tôn kính trong nhiều truyền thống Phật giáo và thường được cầu nguyện để chữa lành bệnh tật và giảm bớt khổ đau. Ngài có đầy đủ thập hiệu như Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Giang Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá về cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về giáo pháp của Phật Dược Sư và cách để tu tập để hướng về một thế giới thanh tịnh và an lành. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúng mình hy vọng rằng bạn đã thu nhận được nhiều thông tin hữu ích về cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư. Nếu có gì cần bổ sung và góp ý, đừng quên để lại bình luận cho chúng mình và cả những người khác cùng học hỏi với nhé. Biết ơn vì bạn thích nội dung này và chia sẻ cho nhiều người, công đức ấy xin phép được hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngoài cõi tịnh độ lưu ly của Phật Dược Sư và cõi cực lạc của Phật A Di Đà, còn một cõi tịnh độ khác cũng rất đặc biệt mà nhiều người đã từng nghe hoặc đọc trong các bản kinh, đó là cõi trời Đâu Xuất, nơi Đức Phật Di Lặc đang cư trú. Câu niệm Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật gợi ý về cõi này. Chính vì vậy, chúng ta sẽ cùng khám phá cõi trời Đâu Xuất và những điều đặc biệt của Đức Phật Di Lặc trong các tập podcast sau. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên đỉnh của một cõi trời xa xôi, nơi thời gian dường như ngừng lại và không gian hòa quyện vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tại đây, những ánh sáng huyền bí không chỉ chiếu rọi mà còn mang theo những sứ mệnh vĩ đại. Bạn có bao giờ tự hỏi nơi nào các vị Bồ Tát chuẩn bị cho sứ mệnh của mình trước khi hạ sinh vào thế gian? Hôm nay, chúng ta sẽ mở cánh cửa dẫn đến cõi Đâu Xuất, nơi những vị Bồ Tát dõi theo từng chuyển động của nhân loại và chuẩn bị mang đến ánh sáng và trí tuệ cho thế gian. Trong các tập podcast trước, chúng ta đã tìm hiểu về cõi cực lạc, nơi những tâm hồn tìm thấy sự bình an vĩnh cửu, và cõi lưu ly, nơi sắc màu và ánh sáng tạo nên một không gian huyền bí. Giờ đây, chúng ta tiếp tục hành trình của mình để khám phá cõi Đâu Xuất, một cõi trời đặc biệt, nơi những sứ mệnh vĩ đại đang được chuẩn bị và có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai nhân loại. Cõi Đâu Xuất, hay còn gọi là Tusita, là một trong những cõi trời nổi bật của dục giới, nổi bật với sự thanh tịnh tuyệt đối. Theo Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Xuất, đây là nơi các Bồ Tát, bao gồm cả Đức Di Lặc, an cư trước khi giáng sinh vào thế gian. Tại đây, họ chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn trong tương lai
với mục tiêu hoàn thành sứ mệnh giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Trong hệ thống 6 cõi trời của dục giới, cụ thể là 1. Tứ Thiên Vương Thiên, Katarma; 2. Đao Lợi Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Chiastrimsha; 3. Dạ Ma Thiên; 4. Đâu Xuất Thiên, Tusita; 5. Hóa Lạc Thiên, Nirmanat; Tha Hóa Tự Tại Thiên, Paranirmita. Cõi Đâu Xuất giữ một vị trí đặc biệt trong số các cõi trời của dục giới, vì đây là nơi các Bồ Tát chuẩn bị trước khi hạ sinh xuống nhân gian để thực hiện sứ mệnh giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Về đặc điểm, cung trời Đâu Xuất được trang trí hoàn mỹ và vĩ đại. Các kinh điển mô tả không gian ở đây được làm đẹp bằng âm thanh và ánh sáng từ các châu báu, tạo nên một môi trường trang nghiêm và hào nhoáng. Hương thơm từ cơ thể các đại thần và các dòng nước tuyệt diệu tạo ra không gian dễ chịu và thanh bình, lý tưởng cho sự tu tập và giáo hóa. Để hiểu rõ hơn về cách mà cõi Đâu Xuất hỗ trợ các vị Bồ Tát trong việc chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình, chúng ta cần xem xét cấu trúc chi tiết của cõi trời này. Ngoại viện là khu vực rộng lớn của cõi Đâu Xuất, nơi cư ngụ của các chư thiên. Các thiên chúng tại đây sống trong sự hưởng thụ đầy phước báo với môi trường trang trí bằng những châu báu rực rỡ và ánh sáng kỳ diệu. Cuộc sống ở ngoại viện rất đầy đủ và thanh bình. Nhưng chính vì vậy mà các thiên chúng dễ bị lơ là trong việc tu hành và phát triển tâm linh. Họ thường bị cuốn vào việc tận hưởng những phước báo mà mình đã tích lũy, thay vì tập trung vào việc tu tập. Mặc dù có điều kiện để tu tập, các kinh điển không mô tả rõ việc các chư thiên có thể vào nội viện để tu tập cùng các vị Bồ Tát. Họ có thể không nhận được sự nhắc nhở hay hướng dẫn cụ thể về việc tu hành, mà phải tự mình tỉnh thức. Sự tập trung vào hưởng thụ có thể khiến họ quên đi các trách nhiệm tâm linh và sự cần thiết phải duy trì sự tu tập để giữ gìn phước báo. Điều này có thể dẫn đến việc thiếu tinh tấn trong tu hành và dẫn đến việc đọa vào các cõi thấp hơn trong chu trình tái sinh khi hưởng hết phước báo của mình. Ngược lại, nội viện là khu vực đặc biệt trong cõi Đâu Xuất, nơi có sự hiện diện của Bồ Tát Di Lặc. Nội viện không chỉ là nơi an lạc, mà còn là trung tâm của cõi Đâu Xuất với sự thanh tịnh vượt trội hơn. Đây là điểm tập trung cho việc thuyết pháp và thực hành giáo lý. Bồ Tát Di Lặc thực hiện các hoạt động giáo hóa và giảng dạy tại đây, và các vị Bồ Tát khác đến nội viện để tu tập và học hỏi. Nội viện cung cấp một không gian lý tưởng cho sự tu hành sâu sắc và chuẩn bị cho các nhiệm vụ từ bi và cao cả trong tương lai. Các vị Bồ Tát ở đây được hỗ trợ trong việc duy trì và phát triển tâm linh, chuẩn bị cho việc xuất hiện của họ trên thế gian. Như vậy, cõi Đâu Xuất được chia thành hai phần chính với mục đích hỗ trợ khác nhau. Ngoại viện cung cấp một môi trường đầy phước báo, nhưng cũng dễ dẫn đến sự lơ là trong tu hành. Trong khi nội viện là nơi tập trung sự thanh tịnh và giáo hóa, hỗ trợ các vị Bồ Tát trong việc chuẩn bị cho sứ mệnh giác ngộ và giáo hóa chúng sinh. Câu nói quen thuộc trong kinh điển, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, không chỉ là một hình thức cầu nguyện, mà còn phản ánh một tín ngưỡng sâu sắc về vị Phật tương lai. Trong câu này, Nam Mô thể hiện lòng tôn kính và sự thành tâm. Đương Lai chỉ thời điểm mà Ngài sẽ xuất hiện, và Hạ Sanh ngụ ý việc Ngài sẽ giáng sinh vào thế gian. Di Lặc Tôn Phật nhấn mạnh danh hiệu và phẩm hạnh của Ngài như một vị Phật tương lai sẽ kế thừa và tiếp tục giáo hóa chúng sinh sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Theo truyền thuyết Phật giáo, Bồ Tát Di Lặc sẽ là vị Phật thứ 5 trong hiền kiếp, nối tiếp sau Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước Ngài đã có 4 vị Phật là Đức Câu Lưu Tôn, Đức Câu Na Hàm, Đức Ca Diếp và Đức Thích Ca Mâu Ni. Di Lặc với vai trò là vị Bồ Tát cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất, sẽ đạt giác ngộ hoàn toàn và trở thành Phật, mang lại ánh sáng trí tuệ và từ bi cho chúng sinh, giảng dạy Phật Pháp và tiếp tục công việc giáo hóa. Truyền thuyết về Phật Di Lặc rất đa dạng và phong phú. Trong Phật giáo Tây Tạng, tượng Phật Di Lặc thường được thờ cúng và miêu tả với hình ảnh Ngài ngồi trên ghế, chân có thể bắt chéo hoặc để xuống sàn, biểu thị sự sẵn sàng đứng dậy để giáo hóa chúng sinh. Hình ảnh này còn thể hiện sự chuẩn bị và sẵn sàng của Ngài để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở Trung Hoa, Bố Đại Hòa Thượng được xem là hóa thân của Đức Di Lặc. Ông là một vị sư mập mạp, bụng lớn, thường xuyên cười và có phong thái hiền hòa, tự tại. Ông thường cầm một cây gậy
và một túi vải chứa những đồ vật mà người ta tặng, đồng thời nổi tiếng với tài tiên tri chính xác về thời tiết. Sự hiện diện của Bố Đại Hòa Thượng không chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc, mà còn giúp xua tan nỗi buồn và căng thẳng cho những người xung quanh. Để hiểu rõ hơn về vai trò và sự chuẩn bị của Bồ Tát Di Lặc, bạn có thể tham khảo các kinh điển như Kinh Di Lặc Hạ Sanh và các kinh khác liên quan đến Ngài. Những tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu hơn về những gì Ngài đang chuẩn bị và vai trò của Ngài trong cõi đầu xuất. Điều kiện để tái sinh về cõi đầu xuất. Tái sinh vào cõi đầu xuất đòi hỏi cá nhân phải tích lũy công đức lớn và duy trì tâm thanh tịnh. Công đức không chỉ bao gồm việc làm thiện mà còn liên quan đến sự tu tập tinh thần, phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Để đủ điều kiện sinh về cõi đầu xuất, bạn cần thực hành những điều thiện lành, giữ gìn giới luật và hướng tới sự giác ngộ và cứu độ chúng sinh. Theo Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, điều kiện để tái sinh vào các cõi trời cao bao gồm đầu xuất, yêu cầu. Người mong muốn sinh vào các cõi trời cao phải tích lũy công đức lớn và giữ tâm thanh tịnh. Những công đức này không chỉ là hành động thiện lành, mà còn là sự phát triển trí tuệ, từ bi và nỗ lực trong việc tu hành. Các kinh điển về cõi đầu xuất và điều kiện tái sinh vào đó thường được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Để có thông tin chính xác, bạn có thể tham khảo các bản dịch của các học giả như Thích Nhất Hạnh hoặc Thích Thiện Hoa, những người đã dịch và giảng giải nhiều kinh điển quan trọng. Ý nghĩa của việc sinh về cõi đầu xuất. Sinh về cõi đầu xuất không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực tu tập và công đức đã tích lũy, mà còn là cơ hội để tiếp tục tu tập và chuẩn bị cho việc trở thành một vị Bồ Tát vĩ đại. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa sinh vào ngoại viện và nội viện của cõi đầu xuất. Ngoại viện của cõi đầu xuất thường không đảm bảo rằng các thiên chúng sẽ nhớ để tu tập hoặc có đủ điều kiện để thực hiện các mục tiêu cao cả. Ở ngoại viện, thiên chúng thường dễ lơ là tu hành do cuộc sống đầy đủ và thanh bình. Mặc dù có cơ hội tu tập, nhưng họ không được hưởng lợi từ sự nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể như trong nội viện, nơi có Bồ Tát Di Lặc cư ngụ. Nội viện cung cấp môi trường lý tưởng cho sự phát triển tâm linh, nơi các vị Bồ Tát có thể hoàn thiện công đức và trí tuệ, chuẩn bị cho những nhiệm vụ vĩ đại trong tương lai. Nội viện là trung tâm giáo hóa và tu hành, nơi Bồ Tát Di Lặc hiện diện để giảng dạy và hướng dẫn. Ngược lại, các thiên chúng sống ở ngoại viện không có sự hướng dẫn trực tiếp từ các Bồ Tát và phải tự tỉnh thức để tu tập. Làm sao để tái sinh vào nội viện đầu xuất? Hiện tại, ngoài Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chưa có kinh điển nào mô tả chi tiết cách thức để tái sinh vào nội viện thay vì ngoại viện. Dựa trên các tài liệu và giảng dạy hiện có, chúng ta có thể giả định rằng những ai phát nguyện sinh vào đầu xuất nội viện cần phải tu tập miên mật, thiền định, thực hành Bồ Tát hạnh, phát triển lòng từ và nguyện độ thế. Việc kiên trì tu tập ở mức cao sẽ giúp tăng cơ hội tái sinh vào nội viện. Những ai chỉ tích lũy phước báo mà không phát triển trí huệ tâm linh có thể sẽ tái sinh vào ngoại viện. Đây là sự chia sẻ từ những hiểu biết và nghiên cứu của chúng mình tính đến thời điểm làm tập podcast này. Nếu các bạn có thêm thông tin chi tiết hoặc hiểu biết sâu hơn về vấn đề này, xin đừng ngần ngại chia sẻ để chúng mình cùng học hỏi và mở rộng thêm kiến thức quý báu. Sau khi hiểu về điều kiện và ý nghĩa của việc tái sinh vào cõi đầu xuất, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một khía cạnh thú vị khác: sự liên kết và tương tác giữa cõi người và cõi trời đầu xuất. Sự liên kết với cõi người và cõi trời đầu xuất. Mối quan hệ giữa nhân gian và đầu xuất không chỉ dừng lại ở niềm tin, mà còn mở ra những cánh cửa giao thoa tâm linh đầy ý nghĩa. Người ta có thể cầu nguyện và hướng tâm về đầu xuất để tìm kiếm sự kết nối và nhận sự hướng dẫn từ các vị Bồ Tát, tạo nên một mối liên kết tinh thần sâu sắc, giúp tìm thấy hy vọng và định hướng trong cuộc sống thường ngày. Sự kết nối với cõi đầu xuất không phải là sự tương tác trực tiếp hay vật lý như gửi email hay gọi điện thoại, mà thông qua việc học hỏi và thực hành những giáo lý mà cõi trời này đại diện. Khi chúng ta hướng tâm về đầu xuất, những giá trị về vô thường và nhân quả được truyền dạy trong giáo pháp của Bồ Tát Di Lặc sẽ từ từ thấm nhuần vào tâm thức, nhắc nhở chúng ta về sự thay đổi liên tục và mối liên hệ nhân quả trong cuộc sống.
Đây không phải những khái niệm xa vời, mà chính là những bài học thực tế, giúp chúng ta tu sửa và tiến hóa tâm linh ngay giữa cuộc đời này. Các thông điệp từ cõi đầu xuất. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về mối liên hệ giữa cõi người và cõi đầu xuất. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm rõ những thông điệp quan trọng từ cõi đầu xuất và cách chúng có thể hỗ trợ chúng ta trong hành trình tu tập và phát triển tâm linh. Cõi đầu xuất là biểu tượng của hy vọng và sự chuẩn bị cho giác ngộ. Dù không thể thấy cõi đầu xuất bằng mắt thường, các giáo lý và kinh điển giúp chúng ta hiểu rằng hành trình tu hành không chỉ là nỗ lực để cải thiện cuộc sống hiện tại, mà còn là sự tích lũy công phu để chuẩn bị cho con đường giác ngộ lâu dài trong tương lai. Nếu bạn nguyện sinh về đầu xuất, dù cuộc sống hiện tại có đầy thử thách, bạn vẫn cần kiên trì và tinh tấn trong việc tu tập và phát triển tâm linh. Điều này không chỉ mang lại sự bình an ngay lúc này, mà còn tích lũy công đức và phước đức vững chắc cho hành trình tâm linh tiếp theo của bạn. So với các cõi khác như Cực Lạc và Lưu Ly, đầu xuất cung cấp một cái nhìn khác biệt trong thế giới quan Phật giáo. Cực Lạc thường được coi là nơi của sự hoàn hảo và an lạc, nơi những ai niệm Phật và thành tâm cầu nguyện sẽ được Phật A-di-đà, chư Đại Bồ Tát và các hàng thánh chúng đến tiếp dẫn. Lưu Ly đại diện cho sự thuần khiết và trí tuệ, với sự hỗ trợ của Phật Dược Sư và hai Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Trong khi đó, đầu xuất là điểm đến của sự chuẩn bị để nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp và thực hành giáo lý, và sau đó có thể nhập thế độ sinh, thực hiện các hành động từ bi và vĩ đại. Đầu xuất yêu cầu sự nỗ lực và tự lực từ chính bản thân người tu tập nguyện sinh về đó, và không chắc có sự tiếp dẫn trực tiếp từ Bồ Tát Di Lặc. Cho dù bạn chọn cõi Cực Lạc, Lưu Ly hay đầu xuất, mỗi cõi đều mở ra những cơ hội riêng để đạt được giác ngộ. Hãy cân nhắc lựa chọn phù hợp với con đường tu tập của bạn và tiếp tục nỗ lực, vì mỗi hành trình đều hướng tới mục tiêu chung là thoát khỏi vòng luân hồi và đạt đến sự giác ngộ. Chúng ta đã cùng nhau khám phá sâu sắc về cõi đầu xuất, từ điều kiện để tái sinh đến sự liên kết giữa cõi người và cõi trời. Những hiểu biết này không chỉ mở rộng tầm nhìn của chúng ta về các cõi trời trong Phật giáo, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình tâm linh của chính mình. Hãy giữ vững lòng tin và sự kiên nhẫn trong quá trình tu tập. Dù con đường có thể đầy thử thách, sự tinh tấn và lòng chân thành của chúng ta sẽ tạo nên những cơ hội để tích lũy công đức và phước đức. Giống như sự kiên nhẫn và lòng từ bi mà Bồ Tát Di Lặc thể hiện, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và ánh sáng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Cuối cùng, chúng mình cầu chúc cho tất cả chúng ta có thể tiếp tục trên con đường tu tập với sự tỉnh thức và lòng từ bi, và nguyện rằng những nỗ lực của chúng ta không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân, mà còn cho tất cả chúng sinh. Hãy mở rộng trái tim và trí tuệ của chúng ta và cùng nhau hướng tới một tương lai đầy ánh sáng và giác ngộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các tập podcast tiếp theo.